sáng nay xét xử vụ án khủng bố tại Đắk Lắk. Tòa án đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo trong vụ án khủng bố tại Đắk Lắk. Sáng nay ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử lưu động vụ án khủng bố tại Đắk Lắk liên quan vụ nhóm khủng bố tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Cua và Ea Tiêu, huyện Cư Cu Yên. Các bị cáo bị xét xử về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong phiên tòa sơ thẩm, các cơ quan tố tụng quyết định đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo. Trong đó, có 53 bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 39 bị cáo về tội khủng bố, 1 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, 1 bị cáo về tội che giấu tội phạm. 6 bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố. Ngày 16 tháng 1, xét xử vụ án khủng bố tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk. Tại phiên tòa này, đa số phóng viên các cơ quan báo chí được theo dõi phiên tòa qua đường truyền trực tuyến tại đầu cầu sở ngoại vụ Đắk Lắk ở thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, chiều ngày 15 tháng 1, tại hội nghị thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và công tác báo chí của tỉnh, bà Hát Diêm Co, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cung cấp một số nội dung liên quan phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố nói trên. 3 trong số các đối tượng bị công an bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề ga. Lãnh đạo đảng, nhà nước, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan từ T, từ đến địa phương tập trung lực lượng điều tra, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định do thiếu hiểu biết, có những khó khăn về đời sống kinh tế, có vướng mắc trong cuộc sống cá nhân nên một số đối tượng là người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk bị các đối tượng phản động lưu vong ở Mỹ dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, kích động, lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức hoạt động khủng bố. Có 92 người trực tiếp tham gia vào hoạt động khủng bố, 1 người có hành vi che giấu tội phạm, 1 người có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép trong vụ việc tấn công khủng bố trụ sở xã Ea Cua và Ea Tiêu, Hát Cư Cu In. Liên quan đến vụ khủng bố này, khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, một nhóm người mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phòng làm việc của công an xã Ea Tiêu và Ea Cua, huyện Cư Cu In. Chúng đã sát hại 9 người, gồm bí thư đảng ủy xã Ea Cua, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an và 3 người dân.